Của, um, cái một số 6 là chăm sóc khách hàng mang hàng ra chợ như thế này, chúng ta bán hàng offline ở chợ đó, ở cửa hàng ở shop, thì chúng ta vẫn uh, thường xuyên là ngày nào cũng phải mang hàng ra chợ nếu mà bán uh, đồ ăn sáng, bán hủ tiếu thì buổi sáng phải dọn hàng ra đúng không ạ bán uh, bánh cuốn thì buổi sáng phải mang hàng ra thì người ta mới thấy để mà người ta uh, mua, mới, mới ăn thế thì không mang hàng ra bán làm sao người ta mua được nhưng lên online lại có vụ quên lắm tức là mình vẫn cứ uh, mang um, đăng một lần thôi xong rồi ngày mai không đăng nữa và nghĩ rằng là à mình đăng rồi thì chắc là ai đó sẽ thấy không thấy đâu các anh chị ạ nó trôi mất kế nữa đó là uh, cái uh, uh, ngày hôm nay mình đăng ngày mai mình lại phải đăng Vậy ngày nào cũng đăng bài bán hàng thì sao thì chán nên là cái quy tắc mà để đăng bài này là 90 10 tức là chín cái bài mà về nội dung cá nhân về vui vẻ về thể thao về gia đình thì bài thứ 10 các bạn mới bán hàng đó còn ngày nào mà cũng đăng bài bán hàng hết là không ai coi hết rồi và như thế này ở trong hình mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đấy là cô xương của chủ cái cái chợ shop là chợ cô ớt hôm vừa rồi á là cô ấy uh, đã được lên trên uh, báo báo thanh niên. Đó, lát nữa xong cái bài này tôi share cái link đó vào ở trong để các anh chị thấy này, này. Tức là nếu như mà mình làm tốt thì mình có thể tranh thủ được lên nhiều cái kênh kênh khác đó. Ví dụ như không lên kênh thanh niên, uh, thanh niên nó là cũng là cái kênh lớn rồi ạ. Đó, thì thực ra là cô ấy cũng có uh, làm cái, cái cái công tác À, gọi là trong cái giới showbiz một thời gian nên là cố lên báo lớn hơn nhưng mà chúng ta chỉ cần đâu ạ, à? chúng ta chỉ cần lên bảng tin phường thôi ạ. À. Tức là nếu như mà chỉ cần cái xóm đó biết mình thôi thì cũng đủ rồi. Đó thì hàng ngày là các bạn có thể bán hàng được cho cái khu vực ở quanh mình rồi. À, nguyên tắc thấy mới nhớ. Như vậy á là mình phải mang hàng lên chợ, mình đăng mình bán đều đều. Thì khách thấy mình mới nhớ và nguyên tắc này là khách hàng hàng luôn lười biếng. Khách không có chăm mà đi siêng, đi đi không có siêng mà đi tìm đâu. À, chúng ta học marketing á, nhà chúng ta thấy là à khách bây giờ hành vi khách hàng là đi search nhiều lắm, tức là xem chỗ này xong quay qua chỗ kia so sánh đi search. Đó. Đó là chỉ những cái món hàng nhiều tiền hoặc hàng điện tử. Còn nếu như những cái món mà bà con tiểu thương mình hay bán đó các anh chị là bán đồ ăn thức uống, đồ ăn làm sẵn rồi hàng tiêu dùng ở nhà đó nếu như mà đã quen mua ở đâu rồi á là họ mua ở đó luôn này không có muốn đi thử đâu tôi ví dụ như này này à, mua gạo bây giờ mọi người ăn ít gạo hơn ngày xưa đó do đó là không có mua lần là 10 cân 20 cân đâu mua lần là hai cân 5 cân ở miền Nam gọi là hai kg 5 kg đó ra siêu thị cũng vậy thì có nhìn này, này tức là nếu mà đang mua ở đâu quen rồi đó thì sẽ mua tiếp ở đó chứ không có phải là bữa nay mua hai kg gạo ở cái uh, cửa hàng này bữa sau ra lại đổi qua chỗ khác mua thử hai cái gạo rồi đi lên online so sánh tìm chỗ này chỗ kia không có. Những cái món mà bà con tiểu thương mình đang bán á, Đó, bà con nhớ là hàng ngày khách quen của mình mà đã mua mình quen rồi á là họ không có mất công họ đi tìm chỗ khác đâu. Và nếu chỉ có khi nào á mà bây giờ là lên online các họ tìm không thấy mình mà họ cũng không ra chợ để mua được hàng của mình thì lúc đó họ mới phải đi search đi tìm kiếm chỗ khác. Đó. Vì vậy cái nguyên tắc là khách hàng luôn lười biếng là cái nguyên tắc mà các anh chị cần nhớ để bán hàng cho khách quen của mình đó. mình mà đã bán có khách quen khách nhớ mình rồi xài quen rồi nhiều khi cửa hàng cái của mình nó không được được uh, gọi là số 1 đâu nhưng mà khách làm biếng đi tìm chỗ khác lắm đó kế tiếp nữa là cho khách nhớ mặt mình cái mặt của mình là cái dễ nhớ nhất ví dụ như vậy à, chúng ta đang bán thịt heo thịt bò có cái sạp thịt thì khách hàng đâu có nhớ mặt con heo con bò nhớ cái mặt bà bán thịt đúng không ạ đó nên bữa nay á là mùa cách ly thì không có uh, ra chợ uh, được thì lúc này uh, nhìn trên Facebook mà thấy a à, cái bà bán thịt yêu quý của mình đây rồi hoặc là lên Zalo thấy bà tám uh, bán thịt heo ở ngoài là lập tức là nhắn tin vô Ê, tám ơi bữa nay có hàng không có rồi gửi cho hai ký cốt lết nha đó đó là lý do vì sao là cần là cho khách nhớ mặt mình kế tiếp những cái món hàng nào mà khách uh, nó không phải như thịt heo thịt bò thì cần làm cho khách nhớ hàng của mình uh, ví dụ cái uh, hàng uh, mỹ phẩm đi thì như vậy uh, một cái uh, cái 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 bộ tôi uh, ví dụ như cái bộ uh, toner cây uh, xài trong chừng 3 tháng sẽ sắp hết 3 tháng đó là khách sẽ uh, mua tiếp thì uh, lúc đó mình phải đưa cái sản phẩm của mình lên cho cho khách nhớ dụ như vậy tôi đang xài tạm cái uh, côn ghép nhưng mà giả sử như là tôi đang đang gội đầu bằng uh, dầu gội đầu côn ghép đi được không ạ hay là uh, đây là mỹ phẩm ha đó thì uh, cái cách mà để khách thấy cả mặt mình lẫn thấy sản phẩm làm vậy chúng ta chụp hình có cả sản phẩm với có cái mặt mình chụp như này đó. đăng lên thì lúc này á ở trên cái kênh uh, mạng xã hội của mình đó các anh chị là khách thấy cả mặt mình lẫn cái sản phẩm. Và cái sản phẩm uh, là cái quen thuộc của họ nhưng mà cái khuôn mặt của anh chị ấy, là là cái mà giúp khách hàng mua hàng. Đó, họ nhớ cái mặt của mình là người bán hàng. Đó. Tới lúc mà 3 tháng mà đang hết cái uh, cái cái cái, cái uh, sữa uh, dưỡng da rồi đó, cái lúc đó mà đi tìm mua mà mình không xuất hiện đó, là người ta đi tìm thử cái món mới đó các anh chị vì vậy nên là phải gắn cái mặt của mình với hàng và lên chợ đều đặn lên chợ mỗi ngày đó thì có một ngàn một trăm một loại content để lên chợ chúng ta sẽ dùng những cái content nào để để lên chợ được ạ tại vì như vậy nếu như mà ngày nào mà cũng đăng cái hình sản phẩm của mình á, thì các 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 bạn có ai đã bị cái trường hợp đó chưa tức là ngày nào cũng đăng chỉ mỗi cái hình của mình thôi á là riết khách hàng không ai like hết á đó. Nếu mà có thì comment là có đi ạ. Nhắc lại ha, tức là ai mà cứ bị cái vụ mà ngày nào cũng đăng cái sản phẩm của mình lên Facebook cá nhân hay Zalo cá nhân ấy, không thấy ai tương tác, không thấy ai like, không thấy ai comment hết á thì nếu mà thấy cái vụ đó thì comment là có. Như vậy 101 cái loại content để lên chợ đó các bạn là content về cá nhân, về học hành, về gia đình, về mùa Covid. Ví dụ như tôi nè, nếu mà các anh chị lên Facebook của tôi ấy, là các anh chị sẽ thấy là cái bài mới nhất của tôi ấy, là này là tin vui là sắp hết dịch uh, dịch covid rồi đó để cho 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 mọi người vào comment cho vui đó. cái mà tôi bán là gì hàng ngày tôi vẫn bán khóa học của vinalink bán các khóa cho marketer cho salesman rồi bán khóa dạy nội bộ cho doanh nghiệp nhưng mà nếu mà ngày nào tôi cũng đang khóa học á, thì đâu có ai tương tác với tôi bởi vậy á là tôi đăng đủ thứ nội dung mà mọi người đang yêu thích và chém gió qua lại thì như vậy á, chúng ta có một, 101 loại content để lên chợ và cái mà thứ cứ chín cái content cái nội dung về cá nhân về xã hội thì lúc đó mới có một cái nội dung bán hàng thôi và các anh chị đã học ở bài trước rồi á chỉ có một nội dung bán hàng thôi nhưng mà ngâm sau vào á chấm một cái thì nó lại nổi lên để người ta quay lại người ta nhìn thấy cái bài đó người ta mua vâng chúng ta qua phần thực hành nha cái content để khách nhớ mặt bạn là gì rồi bây giờ như thế này uh, nếu mà chúng ta mà giỏi nấu ăn thì cái phần mà uh, chúng ta chia sẻ cái món ăn mà chúng ta nấu là cái mà khách nhớ nếu chúng ta mà bán đồ thể thao thì cái uh, cứ đăng giày là người ta nhớ tới mình rồi nếu mà chúng ta bán uh, hủ tiếu đi đó chụp cái tù hủ tiếu lên là khách nhớ mình như vậy á các bạn comment đi các bạn là cái content cái món hàng mà các bạn nhớ à, tôi giải đáp luôn tức là cái món hàng mà khách nhớ mặt bạn là gì comment cái món hàng của mình lên đi ạ đó nếu ai mà bánh bèo thì là comment lên là bánh bèo người ta nhớ ngay cái mặt của bạn là mặt bánh bèo còn nếu như các bạn mà bán bánh bao thì để cái bánh bao lên kế mặt mình đó xong rồi chụp hình đăng lên thì uh, gọi là uh, cái mặt bánh bao đó là cái mà trong tâm trí khách hàng nhớ đến bạn. Đâu rồi, đang coi nha, bà con comment nha. Các loại bánh thể loại bánh bèo, bánh bao, bánh bía, bánh bò đó là cái mà